biết nhau giữa đồ trăng tròn, nhớ nhau dưới biển mà trên non nỡ vẫn tin. Ơ, thương nhau thì mầm bánh buồn cao cũng nên duyên. Ừ, duyên biết nhau các bạn thân mến, có nhiều người mua sắm một dàn máy karaoke đơn thuần chỉ để nghe và hát ở trong gia đình, nhưng có những người lại có nhu cầu mua sắm những dàn máy để dùng vào hai việc: một là có thể hát karaoke tại gia đình như bình thường, và thứ nữa ta có thể sử dụng ở những phòng trà, ở những cái quán sâu nhỏ, và đặc biệt là các bạn có thể cho thuê phòng mặt đám cưới, tổ chức sự kiện vân vân. Thì trong chương trình hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một trong những cấu hình đơn giản như vậy nhưng lại rất dễ dàng mua sắm được bởi giá thành của nó khá hợp lý. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Và các bạn nhớ dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là cặp loa bãi của Mỹ, đó là cặp loa JBL225. Đây là dòng loa sử dụng 2 bát 40, 1 mid chép kèn. Đây là dòng loa thì tôi đã có khá nhiều bản test rồi và rất nhiều anh em đã yêu mến sử dụng dòng loa này. Thế các bạn thấy trước đây thì những cặp loa như thế này thông thường có giá khoảng 23 đến 24 triệu đồng. Tôi để cho các bạn giá 22 triệu đồng. Giá trên không mặc cả, không trả giá, không gồm cơ vận chuyển. Chỉ 22 triệu đồng ta mua ngay được một cặp loa JB bãi xịn bao zin cho các bạn. Đây là những dòng loa có tiếng rất là mềm, trầm ấm. Các bạn có thể kết hợp thêm một súp hơi hay một súp điện nữa để chúng ta có thể tổ chức sự kiện cho thuê phong bản đám cưới, hay là chúng ta làm ở quán trà đá, hay là ở những cái quán cà phê nghe nhau hát, hát cho nhau nghe và hát trong gia đình. Như các bạn thấy là bày lên nó rất là sang trọng. Ở đây thì các bạn nhìn thấy tôi sử dụng một con đẩy, đó là đẩy CAVSA1000, dòng đẩy mới. Đây là dòng đẩy mà tôi vẫn gọi các bạn với cái tên rất là dễ nhớ, đó là đẩy quốc dân. Đẩy quốc dân tức là nó phổ biến trong mọi gia đình mà ai cũng có thể dễ dàng sở hữu. Đẩy này là đẩy CAVSA1000 đập thùng giá 8 triệu đồng. Nó tích hợp một bộ quản lý nguồn ở ngay sau lưng, các bạn có thể cắm các thiết bị ví dụ như là vang đẩy, rồi là mic, rồi nâng tiếng cắm vào ngay sau lưng của chiếc đẩy CAVS này. Và các bạn nhìn thấy tôi sẽ dùng một bộ mic không dây, đó là mic CAVS. Các bạn, đó là mic CAVS T4S, một đầu thu 2 tai mic có giá 3 triệu đồng. Ở đây thì tôi đang dùng vang số, đó là vang số DB Aquatic có giá là 3.500.000 đồng. Ở phía trên các bạn có điều kiện hơn thì hãy mua, đó là một chiếc vang nhập khẩu từ Hàn Quốc, vang Jaguar S900, đầy đủ các tính năng giải mã, kết nối không dây và Bluetooth, vân vân. Và vang Jaguar S900 này người ta quen gọi nó là mixer. Các bạn thân mến, vang này thì mới tinh, đập thùng có giá 5.700.000 đồng. Các bạn thân mến, nếu như các bạn có nhu cầu mua những cái dòng loa kiểu JB, ví dụ như thế này, những dòng JBL 938, rồi 935, rồi 838, 835, đây là những dòng loa bát 40, bát 50, tích hợp một loa lời để các bạn có thể sử dụng vào những cái việc hát ở không gian lớn, hay các bạn có thể sử dụng vào cái việc kinh doanh của gia đình, vân vân. Các bạn thân mến, bây giờ thì tôi sẽ quét qua một vài hình ảnh những dòng loa full. Các bạn thấy rất là nhiều những dòng DK, những dòng DK bãi tôi về rất là nhiều. Những dòng DK bãi bắt 30 sản xuất tại Anh Quốc này này. Đây là model DK UK12, sử dụng một bát 30, một mid chép, và đặc biệt là phân tần của nó là 3 tầng. Đấy, rất là gấu. Các bạn có thể vào trong Google gõ dòng loa DK UK12. Rất nhiều anh em đang bán dòng loa này với giá 13 triệu đồng, 12 triệu đồng, 11 triệu đồng vân vân. Tôi để cho các bạn giá 9.800.000 đồng. Đấy, đó là DK UK12. Còn có một model nữa cũng y như thế này nhưng nó là DK KH12, thì có giá 12 triệu đồng, cũng bát 30. Các bạn nhìn thấy những cặp BMB này. Đấy, BMB 212 bát 30 có giá là khoảng 19 triệu đồng gì đó. Các bạn cứ gọi điện cho tôi để biết thêm chi tiết. Rồi những dòng CAVS, những dòng JB,
Đấy, rất là nhiều. Các bạn nhớ là những dòng loa full như thế này thì rất là phong phú, rất là nhiều hãng, kể cả từ những dòng PSB, đấy, rồi đến những dòng của JB, những dòng của BMB, CAVS, DK đều có cả. Để các bạn có nhu cầu mua sắm bất cứ cái model nào ở những dòng chính hiệu các bạn nhé, thì hãy gọi điện cho chúng tôi. Còn ngoài ra thì các bạn thấy rất là nhiều những cái dòng BMB. BMB tôi nói các bạn rất là nhiều rồi. BMB loa cây đứng này, đấy. Đây là loa BMB 500 sản xuất tại Nhật. Đây là những dòng BMB 900C Line New, thì tôi tiếp tục về được thêm một số model nữa, một số cặp nữa được tuyển rất là kỹ. Từ những dòng BMB 2000, đấy, giá 10 triệu đồng. BMB 450, đây là 450 thì có giá 6 triệu 500 ngàn đồng. Hàng Line New các bạn nhìn thấy ảnh là các bạn biết rồi, như mới. Rồi những dòng 850 có giá 6 triệu đồng. Hàng chính hiệu hết các bạn nhé, bao cho các bạn hết, như mới cho nên gọi nó là Line New. Đấy, 850 6 triệu, 450 thì giá 6 triệu rưỡi. Rồi 2000 thì có giá 10 triệu đồng và 900C này này thì có giá 13 triệu đồng. Những dòng tuyển kỹ chỉ thiếu thùng xốp thôi là các bạn đã được sở hữu ngay một trong những cặp loa chất lượng tuyệt vời. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta test thử cấu hình này xem chất lượng ra sao. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giang mắt trời mưa phố xưa buồn tanh, gót mòn tim dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm mai, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Thu đêm thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bôi xóa kỷ niệm đầu anh không quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, day dứt trời mưa bóng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyên tâm tư người xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Nỗi niềm chuyên tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhớ.